Ái nữ của chủ tịch hội đồng quản trị P&G, học bổng tiến sĩ Oxford và chuyện đi để trở về giúp người Việt Nam. Du học từ năm 15 tuổi, đi qua 4 năm đại học trong Ivy League, 2 năm theo học thạc sĩ ngành quy hoạch đô thị ở Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT, mới đây Hà đã giành được học bổng tiến sĩ ngành International Development, phát triển cộng đồng và phát triển bền vững ở DH Oxford, một trong những trường đại học danh giá nhất toàn cầu. Với những bạn trẻ như Hà, người ta thường bông đùa rằng họ phải đi lùi để về đích. Dù thừa nhận cuộc sống của mình khá trơn tru, thuận lợi, mọi thứ mình muốn đều đã dần dần đạt được, thế nhưng đâu có gì là từ trên trời rơi xuống. Mọi thứ đều là kết quả của sự nỗ lực, không ngừng khám phá và khẳng định giá trị bản thân trong suốt 26 năm qua từ Hà. Chưa hết, lựa chọn con đường theo đuổi cả hai khía cạnh của phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo, Hà mang trong mình tham vọng sẽ đem những điều tích lũy được về giúp ích cho chính Việt Nam. Gia đình theo nghiệp kinh doanh, riêng cô con gái út lại chọn khoa học môi trường nhiều người nói hà học hành phấn đấu bằng nọ bằng kia làm gì cho khổ sớm muộn gì trả về pnr bao giờ cũng thế người ngoài thường dễ đưa ra kết luận cho những việc không phải của mình hà kể lúc chọn ngành cô phân vân giữa đam mê thiết kế và tiếng gọi của ngành môi trường cuối cùng mẹ đã nói một câu giúp hà trở nên quyết đoán thiết kế hội họa có thể là sở thích sau này phát triển thêm lúc nào làm cũng được và không bao giờ muộn nhưng có nền tảng vững chắc ở một ngành nào đó thì sẽ tốt hơn cho tương lai Vậy là Hà theo học ngành khoa học môi trường tại Đại học Brown trong 4 năm. Khi thực hiện đề tài tốt nghiệp về nhà chống lũ ở miền Trung tại Việt Nam, cô nhận ra thứ mình nên làm là chú tâm để tìm ra cách áp dụng kiến thức khoa học vĩ mô và đưa những cải tiến thiết thực đến nơi thật sự cần thiết. Mình là người Việt Nam mà, học gì làm gì cũng quay về áp dụng cho Việt Nam thôi. Hai năm thạc sĩ, Hà lại nhảy vào ngành quản lý đô thị vì tự thấy mình đang thiếu kiến thức về con đường thực hiện các giải pháp, chính sách thực tiễn. Đây cũng là thời gian Hà học cách đưa kiến thức trong giảng đường vào thực tế, Hà đi nhiều nước, thực hiện nhiều dự án để nói chuyện được với những người đang sống chung, và chịu tác động xấu từ môi trường. 6 năm tích lũy được rất nhiều thứ, đây là lúc để Hà ngồi xuống quyết định xem mình sẽ tập trung vào điều gì còn bắt tay vào làm việc. Chuyên ngành International Development, phát triển cộng đồng và phát triển bền vững, là điều Hà chọn khi apply hệ tiến sĩ của Đại học Oxford, vì sau khi xây dựng kiến thực bề rộng, thì đi vào bề sâu. Lúc trước Hà học trồng cây, bây giờ Hà học trồng rừng tới giờ Hà mới kể bản thân không săn, học bổng, mà mọi thứ là kết quả tốt đẹp của một quá trình tìm tòi, phát triển và biết cách thể hiện, tạo dấu ấn cho bản thân. Trước khi nộp đơn Hà chủ động tự giới thiệu mình và được giáo sư ở Oxford động viên, giúp đỡ rất nhiều trong quá trình apply. Khi được nhận vào chương trình tiến sĩ, Hà được thông báo là vì khi khai về tài chính gia đình, thì Hà không vào danh sách cần hỗ trợ học bổng. Không muốn đòi hỏi thêm từ gia đình, Hà lại chủ động làm việc với trường khoa, sau 30 phút thì nhận được thư trao học bổng suất duy nhất dành cho sinh viên đặc sắc. Vì muốn giữ chân Hà lại nên hội đồng khoa đã hết mình giúp đỡ. Ở Mít cũng vậy, sau thành tích học kỳ đầu thì trường quyết định hỗ trợ học bổng. Thế nên Hà mới có một sự so sánh rất thú vị. Ứng tuyển vào đâu đó cũng giống như hẹn hò, khi hai bên đang tìm hiểu nhau, hãy mạnh dạn thể hiện bản thân và tìm hiểu kỹ mình có hợp với môi trường đó hay không, vì sao. Nếu trả lời được hai câu đó sẽ rất dễ dàng đưa ra một profile phù hợp, ấn tượng khi hai bên hợp nhau thì nhiều khi không cần theo đuổi người ta sẽ săn đón mình cô tin rằng ai cũng có điểm mạnh riêng cần được khoe ra đó chính là thứ tạo ấn tượng dễ dàng và mạnh mẽ nhất đó cũng là điều giúp hà rất tự tin nếu xảy ra vấn đề hà thường lấy lời bà dặn dò làm động lực không ngừng tiến tới đã cố gắng hết sức chưa nếu rồi thì kết quả có thể tốt có thể xấu nhưng không xấu hổ với bản thân sau này nếu có thất bại đối diện với sự thất vọng thì mình cũng sẽ tự hỏi câu đó hà tâm sự Hà cũng khuyên các bạn trẻ hãy tích cực tìm những điều mới mẻ trong cuộc sống, công việc để tránh tình trạng kiệt sức, chán nản. Những trải nghiệm mới có thể vui, có thể không, có thể rất dễ hoặc rất khó, nhưng tự thách thức chính mình sẽ giúp bạn định hướng tốt hơn cho những bước tiếp theo vì bạn sẽ hiểu rõ thêm về sở thích hoặc điểm mạnh và điểm yếu của mình. 13 tuổi, Hà đi ké, mùa hè xanh cùng chị gái Trần Phương Ngọc Thảo. Cho đến bây giờ khi nhớ lại, Hà chọn đó là sự kiện đã thay đổi cô rất nhiều. Lần đầu tiên đi tình nguyện ngoại thành với một tháng ở Cần Giờ, tuy nhỏ xíu nhưng vẫn đào đất, lấp đường như những anh chị lớn. Lần đầu tiên Hà trải nghiệm sâu sắc và hiểu rằng trong thực tế nhiều người có đời sống khác mình đến nỗi không thể tưởng tượng được. 56 tuổi, Hà lại đi mùa hè xanh ở Sóc Trăng. Tuy nhỏ nhưng Hà nghiệm ra được được giá trị và trách nhiệm của mình, cô bé muốn giúp ích cho mọi người. Về giá trị, Hà chia sẻ, một con người khỏe mạnh ai cũng có ba thứ quý giá đó là thời gian, tấm lòng, và sức lực. Khi 13 tuổi Hà chưa có gì nhưng đã thấy mình cũng có giá trị giúp ích cho cộng đồng. Bây giờ lớn hơn, có thêm kiến thức, điều kiện và sau này có tiền bạc thì có nghĩa là giá trị và trách nhiệm của Hà còn to lớn hơn nữa. Một con người khỏe mạnh ai cũng có ba thứ quý giá đó là thời gian, tấm lòng và sức lực. Khi 13 tuổi Hà chưa có gì nhưng đã thấy mình cũng có giá trị giúp ích cho cộng đồng. Bây giờ lớn hơn, có thêm kiến thức, điều kiện và sau này có tiền bạc thì có nghĩa là giá trị và trách nhiệm của Hà còn to lớn hơn nữa lý Chan PNG. Hai năm gần đây, có cơ hội để Argentina, Nam Phi, Barcelona, để thực hiện các dự án thiên về phát triển kinh tế và đời sống của dân nghèo. Hà nhận ra khi họ sống trong môi trường thiếu thốn, như vậy thì nỗi lo về môi trường lại càng lớn hơn. Ý thức đó hẳn sau, càng làm các dự án về cộng đồng ấy Hà càng thấy hướng đi của mình là đúng, muốn đi sâu vào cách tiếp cận, cộng tác với người dân thay vì ngồi ở Mid-Oxford để nghĩ cách giải quyết quan trọng nhất là có thể đến tận nơi để cùng trải nghiệm, tìm hiểu đời sống của người dân ở đó. Những chuyến đi như thế này làm cho mình khiêm tốn hơn khi nói những chuyện lớn lao, vì mình có thể biết rất nhiều lý thuyết nhưng lúc đối diện với thực tế, lý thuyết có khi trở thành vô nghĩa. Nhiều bạn trẻ bây giờ thiếu sự khiêm tốn đó, nên Hà mới cảm thấy may mắn khi có nhiều cơ hội để trải nghiệm và ngấm được bài học. Còn nhớ vào năm 2016, vừa tốt nghiệp đại học, Hà đã có một chuyến đi đến Barcelona. Lúc đó, Mít đưa những nhà khoa học, nhà thiết kế, sinh viên, từ khắp nơi trên thế giới đến sinh sống chung với người dân ở sa mạc nước này. Nhà trường xây dựng cho một cái xưởng, mục đích là làm sao để trong một tháng, team Mít có thể làm ra sản phẩm để giải quyết các vấn đề của người dân ở đây, từ chuyện hạn hán, đến sức khỏe, đời sống kinh tế. Ban đầu có hai nhóm, một nhóm chuyên gia và một nhóm người dân. Ai cũng nghĩ sẽ vẽ ra bao nhiêu thứ hay ho, sẽ làm này làm kia, nhưng chỉ sau một tuần tất cả đều nhận ra mình chả biết làm gì cả và chính người dân đã chỉ ngược lại cho đoàn. 21 tuổi, như những sinh viên nhiệt huyết mới ra trường, Hà cũng chăn trở tại sao mình học đủ rồi nhưng lại không làm được gì. Bài học rút ra là cứ đi vào thực tế, họ sẽ dạy mình những điều trường lớp không có. Những chuyến đi tiếp theo cũng y như vậy, nhờ những kiến thức và kỹ năng tích lũy được sau những chuyến đi, mà các dự án sau dễ dàng hơn. Về vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam, Hà cho rằng đang thiếu những thông tin cầu nối, cách truyền đạt hiệu quả để có tác động tới việc làm hàng ngày của mỗi người cô chọn cách học và làm dự án ở nước ngoài để xây dựng nền tảng kiến thức, lấy kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới để về Việt Nam, có thể bắt tay vào xây dựng hoài bão phát triển bền vững của mình. Cô gái trẻ luôn là người theo đuổi những hoạt động vì môi trường, hoạt động xã hội không ngừng nghỉ. Chủ tịch hội đồng quản trị PNG có ba cô con gái, Hà là con út. Hai chị gái của Hà cũng rất tài giỏi, thế nhưng cô thú thực bản thân không tự áp lực phải trở nên thành công như ba mẹ hay các chị. Từ bé đến lớn, hà may mắn khi làm gì cũng có người ủng hộ lúc có vấn đề bà mẹ cô sẽ tư vấn chứ ít khi bảo phải làm này làm kia hồi còn nhỏ hà thật sự thấy vui về điều đó nhưng lớn dần lên trải nghiệm nhiều hơn cô nhận ra đó mới chính là trọng trách lớn lao đã có đủ điều kiện và sự tự do như thế phải làm gì để xứng đáng chứ mẹ người truyền cảm hứng cho hà các bà mẹ thường có nhiều ảnh hưởng tới con gái nhà hà cũng không ngoại lệ Hà kể mình được huấn luyện trên từng cây số để có thể nhìn sự việc một cách sâu sắc, đá chiều. Bình thường khi đi ăn, hai mẹ con sẽ ngồi xuống trò chuyện xem món này nấu bằng gia vị gì, cách nấu ra sao, khi đọc tin tức thì sẽ cùng phân tích từ từ. Đó chính là thói quen nhìn xoáy vào vấn đề theo những góc cạnh khác nhau, một kỹ năng mà Hà đã học được từ mẹ. Hà còn kể dù nhà kinh doanh thời trang nhưng hai mẹ con rất ít khi mua sắm theo phép tính của hà và mẹ một cái túi sách hàng hiệu giá trị bằng một cái nhà tình thương mà png trao cho người nghèo nếu bỏ tiền ra mua cái túi sách thì mình thấy nó hơi sai sai ra đường mẹ sách túi cói con mang túi vải năm nay đi làm có tiền rồi hà mới dám tự thưởng cho mình một bộ trang sức vì luôn ý thức được mục đích sống và làm việc của mình là giúp ích cho người khác nên những hành động hàng ngày thật với giá trị sống giúp hà thấy thoải mái hơn với hà mẹ là người được tôn trọng có sức ảnh hưởng khi không cần đến những thứ xa hoa xu thế đó chính là điều cô luôn nhắc nhở để được như mẹ mình nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất